Ổi ngoài chấm muối ăn thì bạn còn biết làm món gì nữa không? Nếu chưa biết thì xem hết clip này nha. Mình sẽ không nói những món ăn này mình đều làm từ ổi đâu. Ổi là món quốc dân rồi, chắc quê ai cũng có nhở. Hôm trước bạn nào cứ réo tên mình làm quả ổi thì comment ở dưới để xác nhận nhá. Chiều các bạn như thế mà các bạn không thương mình nữa thì liệu hồn đấy nhá. Bây giờ thì cùng mình vào bếp thực hiện thử thách này nhá. Thử thách làm sóng ăn được ổi, let's go. Món đầu tiên đó là ổi lắm. Ổi các bạn cắt nhỏ sau đó cho 2-3 thìa nước mắm, 5 muỗng đường, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng muối tôm, 1 muỗng bột ớt, vắt thêm 1 quả tác, thêm 1 thìa tương ớt và không quên thêm cả ớt tươi. Sau đó mix chúng lại với nhau. Uy tín chưa? Uy tín số 2 thì không ai số 1 đâu đấy. Món thứ hai, soda ô mai ổi là một món siêu đặc biệt. Ổi các bạn cắt hai đầu sau đó chia 8 nó ra. Gọt lấy phần vỏ còn phần hạt cất đi để lát nữa làm món thứ ba. Dùng 7 quả xí muội đổ vào một lon nước 7 ắp, thêm vào 8 thìa giấm táo, 5 thìa đường và một ít lát chanh không hạt. Khuấy đều chúng lên, nhớ khuấy nhẹ tay thôi nhá. Sau đó đổ ổi vào, bọc bằng bọc thực phẩm lại và cho vào tủ mát 5 tiếng. Cái món này mình học được từ một bạn người Đài. Ổi sau khi ngâm thì giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, không thể tả được các bạn ạ. Nói chung là các bạn rất nên thử và comment ở dưới cho mình biết xem vị như thế nào nhá. Chua chua, giòn giòn, thơm thơm, rất đặc biệt các bạn ạ. Món thứ ba là nước ép ổi. Phần ruột ổi vừa nãy các bạn đừng vứt đi mà tận dụng nó để làm nước ép nhá. Các bạn đã biết chưa, nước ép ổi nhiều vitamin hơn là nước ép cam đấy. Chăm chỉ uống nước ép đi để bổ sung vitamin cho cơ thể nhá. Món thứ tư là mứt ổi. Ổi các bạn cắt mỏng, ngâm với muối và chanh cho nó trắng, sau đó mang đi ướp đường. Theo tỷ lệ 1 cân ổi thì 250g đường. Ngâm trong vòng 2 tiếng, sau đó bắc lên bếp với lửa to để xem. Nước sôi thì vắt thêm nửa quả chanh. Ổi vàng như thế này thì bỏ thêm muối và ớt, lên với lửa nhỏ cho đến khi mứt cạn lại. Nhớ để ý củi lửa không là khét đen này nhá. Sau khi mà mứt cạn như thế này rồi thì mình bỏ ra nồi chiên không dầu, hong cho nó khô ở 100 độ 60 phút. Thành phẩm không làm các bạn thất vọng nhá. Mứt dai dai, dẻo dẻo, cay cay, mặn mặn, thú vị lắm các bạn ạ. Món thứ năm là kem ổi. Những tín đồ mê kem như mình thì không thể bỏ qua đâu nhá. Các bạn xay ổi với một hũ sữa chua có đường, thêm nước cốt dừa, nửa bịch sữa tươi có đường và một ít sữa đặc, rồi bỏ vào tủ đông 8 tiếng. Bây giờ thì tôi phát hiện ra chân ái, kem ổi là món tôi thích nhất. Nếu ai chưa thử thì làm ngay đi, không kẻo hối hận đấy nhá. Thơm béo, đặc biệt nhất trong các loại kem mình từng làm các bạn ạ. Món thứ sáu, ai ăn ít clean thì đừng bỏ qua nhá. Buổi sáng vội vàng đi đâu đó mình toàn ăn như thế này, tốt cho sức khỏe lại nhanh gọn các bạn ạ. Món cuối cùng là trà ổi. Trà các bạn pha nước nóng và đổ thêm một ít đường. Nước ép ổi thì các bạn cho vào một ít đường, một ít muối và vắt vào một quả tắc. Sau đó đổ đá vào. Cuối cùng là đổ nước trà lên trên. Để cho nó lạ vị hơn thì các bạn rắc thêm một ít muối tôm. Ai chưa thử thì nhất định phải thử đi nhá. Cuối cùng thì cũng hoàn thành thử thách rồi. Hì hục 2 ngày trời chỉ được có nấy món thôi. Clip sau ai muốn làm món gì thì comment ở dưới nhiều nhất thì mình sẽ làm nhá. Nếu thấy clip hay và bổ ích thì nhấn follow để ủng hộ mình và ấn theo dõi YouTube của mình cũng như các liên kết khác ở trên đầu trang để không bỏ lỡ những clip thú vị. Cảm ơn tất cả mọi người. Goodbye.